chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đông y Du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một cẩm nang đông dược. Mời quý vị khán giả tìm hiểu công dụng của vị thuốc mang tên Xuyên Tâm Liên, một phương pháp dưỡng sinh của y học cổ truyền đang nhận được sự quan tâm của mọi người, đó là khí công, sẽ được đề cập trong một trò chuyện cùng thầy thuốc. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong số các loại thảo dược có dược tính kháng sinh thì Xuyên Tâm Liên được nhắc đến và sử dụng cho các trường hợp viêm nhiễm. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, miền Nam khan hiếm các loại thuốc Tây thì Xuyên Tâm Liên được sử dụng rất phổ biến. Như vậy, Xuyên Tâm Liên có công dụng như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu. Xuyên Tâm Liên là loại thảo dược được sử dụng khá phổ biến vào những năm chiến tranh, thường được dùng thay thế cho các loại thuốc kháng sinh. Đến nay, do thuốc kháng sinh tổng hợp dễ tìm thấy, nên Xuyên Tâm Liên ít được nhắc đến. Xuyên Tâm Liên có tên khoa học là Andrographis bimicolanis, có thân nhỏ, mọc thẳng đứng cao khoảng 1 mét, thân vuông, phân nhánh nhiều cành, mọc theo 4 hướng. Lá mọc đối, có cuống ngắn, phiến lá hình trứng dài 4-6cm, hoa nhỏ màu trắng, mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành. Cây có quả nang dài, hạt hình trụ, thuôn dài, màu nâu nhạt. Xuyên Tâm Liên là cây thuốc mọc hoang và phát triển tốt ở những vùng đất cát. Cây được trồng bằng hạt và phát triển nhanh trong vòng 3 tháng là thu hoạch được. Trong cây và lá Xuyên Tâm Liên có các axit hữu cơ, tannin, chất nhựa, đường, các barbiturate và một số hoạt chất khác. Theo Đông y, Xuyên Tâm Liên có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, tiêu thủng, chỉ thống. Xuyên Tâm Liên thì nói chung nó có chữa được rất là nhiều bệnh. Ví dụ như là bệnh viêm họng, bệnh viêm gan, bệnh kiết lỵ, vân vân. Thì sau đây tôi xin giới thiệu một số bài thuốc có sử dụng cây Xuyên Tâm Liên mà trong dân gian thường dùng. Bài thuốc để chữa viêm họng, ho thì gồm có Xuyên Tâm Liên, xài đất, quyền sâm, trần bì, cam thảo. Thì trong đó chúng ta sử dụng Xuyên Tâm Liên, xài đất với quyền sâm mỗi thứ 12 gram. Còn lại cam thảo và trần bì chúng ta sử dụng 4 gram. Sắc với 600ml nước, còn lại 200ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc để chữa nhiễm CUIB thì gồm có Xuyên Tâm Liên, xài đất và chó đẻ găng cưa. Chúng ta sử dụng là mỗi vị là 15g, cũng sắc với 600ml nước, còn lại 200ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Ngoài ra, còn có thể sử dụng Xuyên Tâm Liên để giả nát đắp hoặc nấu nước để chữa trị mụn nhọt, ghẻ lở. Khi sử dụng Xuyên Tâm Liên làm thuốc, bộ phận được sử dụng là phần thân trên mặt đất, nên thu hoạch khi cây bắt đầu ra hoa, dùng tươi là tốt nhất. Nếu phơi khô thì sử dụng trong vòng 1 tháng để thuốc còn hoạt chất. Nếu sử dụng Xuyên Tâm Liên trong thời gian dài, cần phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc để sử dụng liều lượng cho phù hợp. Cần lưu ý, những người chức năng tiềm dị hư hàn không nên dùng Xuyên Tâm Liên. Kính thưa quý vị khán giả, vài năm trở lại đây, khí công là một trong những phương pháp dưỡng sinh của y học cổ truyền được nhiều người quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và tập luyện. Vậy khí công có công dụng như thế nào và tập luyện ra sao để thật sự mang lại hiệu quả? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong một trò chuyện cùng thầy thuốc với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Hùng, trưởng bộ môn dưỡng sinh Phó khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết thì xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Hùng có thể cho quý vị khán giả được biết khí công là gì ạ? Xin chào cô Huy Thùy và quý khán giả. Theo sự nghiên cứu nhiều năm nay và đi đến một cái kết luận thì người ta thống nhất cái khí công là một cái phương pháp luyện tổng hợp về hô hấp, về tuần hoàn và hệ và thần kinh. Thì khoảng hơn 5.000 năm trước thì bên Ấn Độ nó có cái phép tập khí công mà nó gọi là pranayama. Rồi những các nhà dưỡng sinh cũng như nhà võ thuật phương Đông về sau này vẫn áp dụng cái khí công để mà nâng cao sức khỏe cũng như là nâng cái sức chịu đựng của cơ thể. Còn đến bây giờ thì các nhà dưỡng sinh hiện đại như là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đều nhấn mạnh đến cái vai trò quyết định của cái khí công. Như bác sĩ Hưởng nói là trong cái bài khí công nó mang chất quyết định để thành công của cái phương pháp tập luyện dưỡng sinh cũng như là yoga.
Vâng ạ, như vậy là khí công đã có xuất xứ từ rất lâu đời rồi và hiện nay cũng đã được một số người chọn lựa để tập luyện nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể của mình. Nhân đây thì xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Hùng có thể cho quý vị khán giả biết cụ thể hơn khí công có công dụng như thế nào ạ? Thì theo y học hiện đại chúng ta thì tất cả các tế bào sống trong cơ thể chúng ta thì nó không thể tự lấy dưỡng khí được mà nó phải nhờ cái hệ hô hấp. Mà cái hệ hô hấp này lấy oxy thì nó phải nhờ cái hệ tuần hoàn. Khi chúng ta tập thở sâu á, thì khi lồng ngực chúng ta nở lớn á, thì áp suất trong lồng ngực nó giảm đi thì nó sẽ tạo nên một cái áp suất âm, nó sẽ hút máu, nó giúp cho máu trở về hệ hô hấp, trở về tim một cách dễ dàng. Như vậy nó làm cho hệ tuần hoàn rất là thuận lợi, vừa trao đổi khí tốt hơn, vừa cho tuần hoàn lưu thông được tốt hơn. Và như vậy là tất cả các tế bào cơ quan đều được nuôi dưỡng tốt hơn. Cái tác dụng thứ hai của cái luyện hô hấp á, luyện khí công á, là nó giúp cho cái thần kinh của mình nó thư giãn, nó bình tĩnh. Tại vì khi chúng ta tập trung tinh thần vào tập hô hấp, điều khiển hô hấp thì hệ thần kinh chúng ta, những cái vùng nào mà chúng ta đang lo lắng, đang stress, đang căng thẳng thì nó sẽ bị ức chế đi. Cho nên nó làm cho thần kinh chúng ta trở nên bình tĩnh lại, dịu cái cảm xúc lại, và như vậy sẽ chống được stress. Do đó mà cái tập khí công một cách đều đặn thường xuyên thì chúng ta có hai tác dụng lớn: một là làm cho tuần hoàn khí huyết lưu thông, hai là làm cho hệ thần kinh của mình nó được bình tĩnh, thư giãn. Vậy thì tập khí công có khó lắm hay không ạ? Và những cái đòi hỏi dành cho người tập á, khi mà tiếp cận với phương pháp này là gì ạ? Thì việc tập luyện khí công thì nó dựa vào cái hô hấp bình thường của con người, cho nên thường thì nó rất dễ. Chỉ có điều là phải có hướng dẫn để chúng ta biết thì chúng ta sẽ tập được. Thường thì chúng ta thí dụ như những người mới tập thì người ta sẽ thở sâu hơn bình thường một chút, tức là cũng một nhịp hít vào nhưng mà sâu hơn, sau đó giữ hơi một chút, rồi đến cái nhịp thở ra thì thở ra dài hơn, và cứ đều đặn như vậy. Thì đây là một cách tập nó gọi là hai thời, sâu dài êm chậm, thì cũng có tác dụng của khí công rồi, cũng có hai tác dụng thì tôi vừa nói như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tập mạnh hơn, tức là chúng ta hít vào tối đa, sâu hơn, sâu tối đa, rồi giữ hơi lâu hơn một chút, rồi khi chúng ta thở ra, ép bụng thở ra tối đa, thì khí huyết tuần hoàn nó sẽ lưu thông nhiều hơn, thì con người chúng ta sẽ ấm hơn, nhanh hơn, nóng hơn, và nó khỏe mạnh hơn. Thì dựa vào cái nguyên tắc tập cái hô hấp căn bản của mình thì cái thường thì tập khí công nó sẽ khởi đầu, nó sẽ không khó khăn gì. Vâng ạ, như vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Hùng sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một cái bài tập khí công đơn giản mà quý vị khán giả có thể tập luyện ạ. Vâng ạ, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Nhân đây chúng tôi xin giới thiệu một cái phép thở đơn giản nhất mà cũng có hiệu quả, đó là cái phép thở hai thời phối hợp ngực và bụng. Chúng ta sẽ nhìn thấy khi đầu tiên là chúng ta hít vào, ngực nở, bụng phình, giữ hơi khoảng 2 đến 3 giây, sau đó chúng ta thở ra. Rồi. Khi chúng ta hít vào tối đa, ngực nở, bụng phình thì dưỡng khí sẽ vào phổi tối đa. Sau đó chúng ta giữ hơi 2 đến 3 giây thì đây là thời gian rất là quý báu để cho có sự trao đổi khí ở trong phế nang và mao mạch, làm cho máu đen trở thành một đỏ tươi. Rồi sau đó chúng ta thở ra hết để thở kháng khí ra. Như vậy là một lần thở như vậy thì mất khoảng chừng vài giây. Sau đó chúng ta tiếp tục thở thêm 10 lần nữa thì chúng ta có thể xong một bài tập. Tổng cộng là nó mất khoảng chừng 5 đến 10 phút khi chúng ta tập. Chúng ta có thể áp dụng tư thế thứ hai, đó là tư thế nằm, nó phù hợp cho những người mới tập hay là người lớn tuổi hoặc là người bệnh. Ở tư thế này chúng ta một tay á, tay trái chúng ta để trên bụng, tay mặt để trên ngực thì chúng ta theo dõi cái hơi thở. Còn cách thở thì cũng giống như là ở tư thế ngồi, có nghĩa là hít vào, ngực nở, bụng phình, giữ hơi 2 đến 3 giây, sau đó thở ra tự nhiên thì chúng ta tính được một lần. Và một lần tập như vậy chừng 10 hơi thở thì chúng ta sẽ cảm thấy người nó ấm áp,
thấy nó dễ chịu là được. Còn nếu chúng ta muốn dùng để chúng ta chữa một cái rối loạn chức năng nào đó, thí dụ như là mất ngủ, thí dụ như là nhức đầu, thì chúng ta có thể thở lên thành 15 hơi hoặc là 20 hơi. Thì các bạn chú ý là để chúng ta có thể thở được 20 hơi mà một cách quân bình thì cái thời thở ra đó, chúng ta thở ra tự nhiên, chúng ta có thể thả lỏng cơ ngực và cơ bụng thì nó sẽ tự động nó hạ xuống thì thở ra. Thì cái thời đó là chúng ta luyện cái thời âm. Sau đó chúng ta trở lại cái thời dương, tức là hít vào ngực nở, bụng phình, hết sức thì là rất là dương. Rồi giữ hơi 2 đến 3 giây để hoàn chỉnh sự trao đổi khí. Rồi sau đó chúng ta thở ra tự nhiên. Như vậy cứ một lần âm dương như vậy, một chu kỳ âm dương như vậy thì giúp cho cơ thể chúng ta dần dần trở lại quân bình thần kinh, mà đồng thời khí huyết nó lưu thông thêm một lần nữa. Và chúng ta tập như vậy khoảng 10 lần là được. Thì đây là một cái bài khí công căn bản rất dễ tập và hiệu quả. Thường thường thì khi chúng ta buổi sáng mà thức giấc thì chúng ta thở luôn. Thì nhất là các cụ mà tập thở cái này xong người sẽ ấm áp nghe. Thì sau đó mình muốn xuống tập dưỡng sinh, tập thể dục gì đó thì rất là dễ dàng, rất là thuận lợi. Dân xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Hùng đã dành thời gian của mình đi đến tham gia tư vấn cùng chương trình ạ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Đông y du khỏe của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.